Xin chào tất cả quý vị và các bạn đang xem kênh. Thì trong cái video này em xin phép chia sẻ gửi đến anh chị một số những cái thông tin liên quan đến cái vấn đề con gái của cụ Sáu và vợ chồng của chú Bảy. Thì tạm gác lại cái vấn đề của anh Hề, tại vì mới đây trong cái đường live của anh Hề thì anh Hề cũng tuyên bố rằng là đã hòa giải với vợ chồng của anh Tý rồi. Bây giờ nói chuyện rất là nhỏ nhẹ, nói chuyện rất là hiền ha. Thì trong live thì cũng không quên gọi tên của em nhưng mà thôi thì anh Hề bây giờ thì nói chung là cũng đã là nhẹ nhàng mềm mỏng rồi ha. Thì mình sẽ là như là tạm bỏ qua cái vấn đề của anh Hề, quay sang cái vấn đề của mẹ con của cụ Sáu, tại vì nói chung là cái vấn đề chính thì chúng ta cũng không thể bỏ qua được. Thì hôm nay là cái ngày sinh nhật, cái ngày sinh nhật của con gái cụ Sáu. Thì cũng nghe một cái thông tin là gia đình ha, đặc biệt cụ thể là chồng của con gái cụ Sáu, hai vợ chồng đang có cái vấn đề là lục đục bất hòa, tại vì cái anh kia nổi cái cơn ghen. Anh chị nhớ là hôm qua em có chia sẻ với anh chị về cái vấn đề là có một cái anh nhạc sĩ định viết một cái bài là yêu người đã có chồng để dành tặng cho con gái của cô Sáu và lên tiếng để binh vực con gái của cô Sáu, nhưng mà sau đó thì đã xóa đi rồi. Nhưng mà chính cái điều này thì cũng khiến là cho anh chồng nổi cơn ghen, tại vì mới đây thì cộng đồng người ta cũng đào lại một cái bình luận. Mà nếu thật sự mình nghĩ theo cái nghĩa đen á thì rất có vấn đề, rất có vấn đề ở trong này ha. Ngày hôm nay thì nói chung là sinh nhật của con gái cô Sáu ha. Thì mà cách đây ít phút thì nó cũng đăng lên cá nhân là nó xin cảm ơn những ân tình còn lại để ta, để tâm ta dựa dẫm vượt qua ơn đời, sinh nhật của tôi, khoe là sinh nhật ha. Thì sinh nhật thì không biết là ngày hôm nay con gái của cô Sáu có được người thầy tặng cho là cái cây bủ bối, là cái gậy gia bảo của thầy hay là không. chính cái cây gậy này, cái gậy bủ bối của cái anh thầy nhạc sĩ đã khiến cho là vợ chồng của con gái bà Sáu trở nên là lục đục á. Hôm qua là đã ghen đập đồ ở trong nhà rồi, và ngày hôm nay thì cái buổi sinh nhật thì lại không có cái sự xuất hiện của là cái anh chồng, nghe đâu là đi nhậu giải sầu gì đó. Cái lý do, cái nguyên nhân là anh chị biết không, cái anh chồng thì là không có lên tiếng bảo vệ được cho là người vợ, mà để cho những cái anh ở bên ngoài phải lên tiếng. Em có nghe cái bài là yêu người đã có chồng rồi, cái này là của ông Xuân Hòa, cái ông mà Xuân Hòa mà mù á, là ông có viết cái năm 2017 rồi. Có một cái đoạn là gọi như là cái khúc nào ta nhớ lại cái gì xót xa rồi người chồng không thương em gì đó. Cái khúc đó anh chị nào mà vô tìm thẳng quảng cáo cho ông luôn, thì nó giống như cái tâm trạng của con ve bây giờ vậy đó. Cộng đồng mạng người ta đào lại cách đây là 40 mấy tuần rồi, thì trong một cái đoạn mà tin nhắn chat qua chat lại ở trên Facebook đó, thì cái ông nhạc sĩ này cùng với con gái của cô Sáu có những cái ngôn từ phải gọi như là, nếu mình nghĩ theo là cái nghĩa đen á, thì căng á. Thì con gái của cô Sáu bình luận như vậy: thầy khoái tôi nên dụ dỗ, ha ha ha. Tức là thầy, tức đây là cái ông nhạc sĩ mà định viết cái bài mà yêu người đã có chồng cho con gái của bà Sáu hát đó, căng á, yêu người đã có chồng căng. Rồi cái ông thầy, ông ấy, ông nhạc sĩ này ông mới bình luận trả lời nè: bé, bữa nào em qua thầy, thầy có chiêu mới hay lắm. Vậy là tức là đã có xài chiêu rồi, thấy không, đã có xài nhiều chiêu rồi, nhưng mà hôm nay thầy có thêm cái chiêu mới, em qua đây thầy sẽ thử chiêu mới với em. Thì tiếp tục: thầy lấy cây gậy gia bảo của thầy trị im lắm. Cái cây gậy gia bảo của thầy là nó có thêm hai viên ngọc nữa đúng không? cái cây gậy gia bảo này là cái cây gậy gì? Nếu mà mình nghĩ theo nghĩa bóng thì nó là cái cây gậy đi, cây gậy gia bảo là những cái phất trần hay là cái chổi lông gà, cái gậy gì đó, cái gậy để chống. Còn nghĩ theo nghĩa đen thì nó là cái cây gì ta? Cái gì thì mà sao mà cái gậy mà tự em gậy thì chỉ biết cây cối thì là chỉ là đập, là chỉ có gọi như là đau thôi, chứ làm gì mà có im được, cái gậy nào mà im.
hả, cái gậy silicon hoặc là gậy gì nó mới im thôi, chứ gậy nào mà im được. Rồi con gái của cô sáu mới trả lời lại là ô Tôn Ngộ Không sẽ dòm ngó thầy. Tôn Ngộ Không này chắc tôi nghĩ thằng chồng nhà, thằng chồng nhà dòm ngó thôi chứ không có Tôn Ngộ Không nào mà dòm hết trơn. Cái gậy gì mà trị im nè, tôi mới thắc mắc cái gậy gì. Những dùng những cái ngôn từ như vậy là tôi thấy không được rồi, thấy không? Cho nên là cái tin nhắn này gọi như là bị tuồn ra. Hôm nay là chồng nó ghen đập đồ hôm qua, rồi bữa nay là coi như là anh không có tặng quà sinh nhật gì cho là vợ nó. Mà gặp nếu mà anh chị gặp tôi cũng ghen đó, thật sự gặp tôi cũng ghen đó. Sao mà vợ của tôi mà đi ai mà viết cái bài mà yêu người đã có chồng cho vợ tôi hát, rồi còn đòi lấy gậy gì ra chiêu mới gì ra ui tùm lum tùm la, mà sao không ghen được. Ghen liền, cái còn chưa kể ca hát rồi liếc mắt đưa tình nữa thì sao. Ghen chứ sao mà không ghen được, mà tôi thấy là làm vậy là không được rồi, không được. Thấy không, cái gậy của tôi cũng không, cái gậy gì mà trị im, cái gậy gì thầy phải lên tiếng mới được. Tôi cũng không chấp nhận, mặc dù tôi không có thích gì con của bà Sáu, nhưng mà tôi thằng con rể á, nhưng mà tôi nghe vậy là tôi bức xúc, tôi không chịu được đâu. Mình cũng có gia đình mà, đúng không, mình đâu có chấp nhận mà con vợ của mình mà thằng thầy nó kêu qua đặng thử cái gậy, mà cái gậy gia bảo mà cái gậy này im lắm rồi, không được, mà không biết thử chưa, không có gành thử chưa tôi không biết. Cái này thì chỉ có hai người biết thôi chứ sao tôi biết được. Cái vụ này cũng hơi bị căng thẳng đó. Thôi thì tôi nói như thế này, nó làm gì làm, phải không, mình đừng có đánh đổi ha. Cái gì cũng không qua gia đình mình đâu, đừng có đánh đổi những cái thứ mà tự mình có, nó đánh đổi được đó, nhưng mà cũng không có lên được cánh hào quang đâu, nó cũng là vậy à thôi. Cứ sống như vậy là được rồi ha, mình biết hài lòng với những gì mình đã có, cố gắng mấy thì cũng không được gì đâu, thấy không, thôi đừng làm vậy, đừng có thử gậy thử bọng gậy gia bảo gì nhé. Bậy lắm mà, thử tầm bậy tầm bạ thì mấy cái gậy nó trúng độc rồi vài bữa mang ba lô ngược rồi báo nữa đó, không phải là chuyện đùa đâu nghe. Tôi chỉ khuyên vậy thôi. Thì hôm nay là nói chung là tập trung nhiều nhiều vấn đề của anh Hề quá thì mình cũng bỏ quên đi con gái của cô Sáu, và đặc biệt là chú thứ bảy nữa nghe. Trời ơi, chú thứ bảy còn động trời hơn con gái của bà Sáu nữa ha, nó bị bắt ghen là chuyện thường. Tại vì đây không phải một lần, nhiều lần rồi, cũng nhiều anh lắm, cũng đưa đẩy đẩy đưa tùm lum, liếc mắt đưa tình lấy nó ghen tôi tùm lum mà trong sống biết đầu lắm. Vợ chồng của ông bảy còn hơn như vậy nữa, anh chị biết sao không? Trời ơi, báo tin vui ông bảy ngày hôm qua là hôm kia là đăng trên cá nhân, trời ơi thông báo với anh chị một tin vui nghe, hai vợ chồng em á lựa ngày lành tháng tốt báo hỷ cho mấy anh chị mừng nghe, nhớ tới chung vui với gia đình em nghe không. Trời ơi, nhiều người á là nói rằng là trời ơi không lẽ là con của bà khọt xẹo đám cưới, không có đâu, thằng đó nó còn nhỏ chưa có mở mắt mà sao mà đám cưới được, chưa thằng đó chưa. Ai không rành chứ tôi rành. Vợ chồng của chú thứ bảy sáu câu giọng cổ phải không? Ông bà nói câu chứ tôi sao là tôi biết nhảy số gì rồi. Tức là anh chị biết gì không, là ông bà thì có cái tiếng mà không có miếng, tức là vợ chồng mà về cặp với nhau ở thôi, chứ cái dạng là chưa có là gia đình, chưa có cưới hỏi, rồi chưa có làm đám, mà chưa có giấy tờ gì hết trơn hết trọi á. Mà ông bà thì bây giờ á là chủ nợ thì dí tùm lum tùm la, tiền bạc thì không có ha. Hôm bữa là đi lên là giả bệnh đó ha, than bệnh hoạn là kiếm mớ rồi, bây giờ hết tiền rồi thì chơi cái chiêu là gì biết không, đám cưới chơi cái chiêu vợ chồng đám cưới và vợ chồng hấp hôn rồi đó, là làm với cái tờ giấy kết hôn rồi kêu bà con lại đãi bữa tiệc buffet bạn triệu vậy, đang đặng thâu tiền chủ yếu là kinh doanh. Trời ơi, cái chiêu này tôi rành quá, tôi rành sáu câu vọng cổ già cả rồi mà cưới hỏi gì. Mục đích chính của là ông bà thì chỉ để là kiếm tiền mừng mà thôi. Trời ơi, người ta nghe ta chạy tám là đừng làm tầm bậy tầm bạ chút tầm bậy ha. Tiền thì nói chung là mình là cũng cần thiệt đó, chứ không phải là mình không cần, ai mà không cần tiền đúng không, tiền thì mình rất là cần, nhưng mà mình đừng có làm như vậy, thiệt sự luôn á, mình đừng có làm như vậy. Trời ơi trời, nghĩ làm sao mà già cả tuổi này gần xuống lỗ rồi mà ông bà định làm hấp hôn, định làm đám cưới rồi mời người ta sao. Trời ơi tôi lại luôn á, ông bà mà làm được vậy tôi không biết là mặt mũi ông bà để đâu luôn á.
phải chi mình giàu có, mình có tiền mình làm nó. Còn đằng này mình không có tiền, mình làm người ta nói mình kinh doanh liền hả? Thôi vừa phải thôi, còn thông báo cười hí hí, ông bà mời không biết ai đi à ha, có chuyện lỗ nghe. Nói mà tiền đặt thiệp nè, còn tiền đặt bàn là phải đặt cọc chứ, mời mà ta không đi á là mệt lắm á, chứ không phải chuyện đùa đâu nghe. Tôi là tôi khuyến cáo vợ chồng ông bà đừng có suy nghĩ những cái chuyện như vậy. Già cả rồi mình làm người ta cười đó. Bây giờ mà anh nghĩ anh ông bà nghĩ coi là mời rồi có ai đi dự không, gia đình nội ngoại có ai không mà định làm cái đó rồi mời hỉ này cái nọ nó trời, đừng có làm vậy nghe. Vợ chồng bảy rồi thiệt chữ, hai ông bà mà làm là tôi không biết tôi phải nấu như thế nào luôn ha. Có người đồn là nói ông bảy cưới vợ mới chứ làm gì có, ông bảy tiền đâu mà cưới. Ông bà là chơi cái chiêu đó là dạng như đãi buffet trái cây vậy đó, bà con là ai mời tới là gọi như phải đi tiệc chứ đúng không, ta mời cưới mà, ta mời cưới ta mời hấp hôn rồi mà ta mời ăn tiệc mà phải đi tiền chứ đúng không, thì làm tục tạc kệ mẹ ai nói gì nói, miễn có tiền là được rồi ha. Cái đó là cái chiêu của vợ chồng ông bảy. Nhưng mà tôi khuyên vợ chồng ông bảy có nghe không nghe thì thôi ha, mình khuyên là đừng có làm như vậy, tại vì làm như vậy là không có được đâu, người ta cười. Tuổi của mình là bây giờ gần xuống lỗ rồi mà làm vậy nữa sao được. Có ông bảy mà làm cái lễ thượng thọ, ủa 60 chưa ta, hình như chưa, bà 60 thì ông bảy làm gì tới à, chưa được, cứ gắng đợi 60 đi để làm cái lễ thượng thọ rồi hay gì á, mời ta thì còn qua mai chứ giờ nghĩ sao mà ông bà mà già cỡ đó rồi mình đi làm bắt chước vợ chồng le le hả trời. Thôi nghe tôi nói là cái này là nghĩ đi, đừng có làm hao tổn lắm mà cũng không có lời lớn gì đâu nghe. Trời ơi tôi nghe mà hổng hôm qua nay là nó mất chung là lu bu, cho nên là cũng chưa có là lên tiếng để nhắc nhở chú Tiến Bảy. Ổng nghe hết á, vợ chồng bả nghe chứ, tôi nói nhiêu là ổng bả nghe hết trơn à. Khuyên nè, chứ mà không nghe con ha là làm lỗ rồi này kia, rồi đổ bệnh này kia cái nọ là mệt lắm. Những bệnh mà ho phải đi ca mà còn phải cầm cái bình hơi mà hịt đây mà nhảy hảy gì nổi nữa, mà hấp hôn đám cưới nội ơi. Ôi suy nghĩ dẹp đó, suy nghĩ đó đi, làm chi thấy không, đang lên mà tới chừng mà lên mà đang cầm micro mà tuyên thệ mà cái cơn ho lao lên hước cái đi luôn báo nữa, hỉ là thành đám mà đưa tiễn nữa, mất công lắm nha, thiệt luôn á. Ồ tôi nói nha, hôm nay thì nói chung là mình cũng rất là mong đợi về cái hồi kết trong cái câu chuyện của mẹ con bà Sáu ha, cái nát 67 thì nó cũng gần đến cái hồi kết rồi anh chị. Bây giờ thì nói chung là những cái thông tin liên quan đến là cái vấn đề nhà cửa đất đai tài sản á, thì hoàn toàn là không có, thì chỉ có những cái chuyện mà gọi như là cãi qua cãi lại chữ qua chữ lại vậy thôi nó tạo hâm nóng câu chuyện hàng ngày vậy thôi, chứ còn cái vấn đề chính mà chúng ta quan tâm thì vẫn chưa có những cái thông tin gì mới hết. Mà mình thấy rằng là những cái nhân vật bên phía là bà Sáu với ông Bảy thì họ làm gì, những cái chuyện gì mình cũng không hiểu nổi ha. Nó đúng ra là gặp người ta thì người ta cũng buông xuôi rồi, chứ ai đâu mà đi tranh giành những cái gì nó không thuộc về mình. Rồi những cái người mà hiện tại bây giờ họ lên tiếng, họ binh vực cho bà Sáu với ông Bảy thì đúng ra thì họ cũng tham gia vào drama câu chuyện rồi đấu đá qua lại để họ kiếm tiền, họ bán hàng thôi, chứ thật chất thì họ cũng đâu có làm gì được. Cái tiếng nói của họ thì cũng đâu có cái sức ảnh hưởng để có thể giúp mẹ con bà Sáu giành nhà hay là giúp cho ông Bảy được nhiều tiền đâu. Họ giúp lời chứ đâu có ai làm gì được đâu, đúng không? Nếu mà vợ chồng ông Bảy với mẹ con bà Sáu á, đừng có nghe theo họ thì cứ gọi như là cái cuộc sống bình thường, đừng có tranh giành, đừng có đấu đá gì với ai hết thì quả mai thì bà con nó còn thấy còn thương, chứ mà coi như là cứ tiếp tục cứ làm hoài thế. Con gái bà Sáu ngày hôm qua hôm kia tôi coi, tôi thấy là like bán hàng đó có 3 người, có 30 người coi, 3 người thì tệ quá, có 30 người coi không, nó bèo nhèo, nó tệ ơi là tệ, đi hát có 20-30 người le que vậy rồi á, sao mà làm ăn cho được. Nhưng mà cái đó là cái do mình, tại mình không biết cái lỗi sai mình ở chỗ nào, mình tiếp tục mình lúng sau hoài, chứ mình biết sai mình dừng lại, mình sửa sai, mình sai chỗ nào mình sửa chỗ đó, thấy không? Thì người ta đâu có dạng như là dồn ép mình, thấy không? Mình đừng có nói gì hết, mình cứ im lặng, cái cuộc sống mình sao, bán hàng sao, mình cứ bán buôn bán, mình đừng có nói gì ai hết, mình đừng có đáp trả, mình đừng có chửi ai hết, kệ nói gì nói, kệ bà, chả quan tâm rồi đó, rồi bình thường sống
rồi cuối cùng thua rồi thì tới dọn đồ rồi xong ra đi im lặng, rồi xong ai chửi nữa mình nữa đâu, nó mình thua rồi không ai nói với mình nữa hết trơn á, vậy là xong. Chứ mình cứ đáp trả người ta hoài thì người ta phải nói lại mình thôi, đó là dĩ nhiên rồi, đúng không? Rồi thì đó là một số những cái thông tin mà trong cái video này em cũng chia sẻ để gửi đến cho anh chị ha. Rồi cảm ơn cả nhà mình đã theo dõi, thì em cũng xin tạm dừng và hẹn gặp lại quý vị trong những video tiếp theo.